Hi, chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Bích nha. Kênh dạy cắt may ra đập thời trang của Bích ha. Hôm nay Bích hướng dẫn các bạn các cái bộ đồ của nữ y tá nha. Nữ y tá của mấy cái phòng khám dịch vụ á các bạn. Bây giờ mình cắt nguyên bộ thì mình phải cắt cái quần, mình cắt cái quần trước. Bây giờ mình đang cắt cái quần. Cắt quần thì các bạn vẽ từ ngoài biên giấy vô cho mình 2 xăng. 2 xăng vẽ thẳng. Bạn gạch ngang cái đầu lưng. Chừa 3 xăng đường thun. Cái này là thân trước. Cái quần này là thân trước đó, nó có cái bảng lưng. Thân sau mới có lưng thun. Thì mình cứ lấy bằng cái này thôi. Khoan hãy chừa lưng. Mông á, chia tư. Ngang là gạch mông, hạ mông chia tư. Mông chia tư hạ cộng 4. Hạ đáy nha. Mông chia tư cộng 4 hạ đáy. Dài gối là hạ 60. 60 là dài gối. Chiều dài quần là 95. Dài 95 nè. Mông 88. Lưng là 68. Gối là 36. Ống là 20. Bây giờ mình gạch là lưng nè, mông, gối và lai. Lai còn gọi là gấu á, gấu của mấy cái người miền Bắc. Bây giờ mình chia mông trước ha. Mông chia tư cộng 5. Mông chia tư cộng 5 nha các bạn. Mông 288 chia tư là 22 cộng 5 là 27. Mình chấm 27. Chia giữa cái đoạn 27 này ra là 13,5. Mình lấy từ điểm đường chính. Đây là 13,5 nè. Lấy dài xuống 13,5 đều. Rồi, bây giờ đường chính 13,5 đều. Giờ mình khoét đáy 3 xăng nha. Gối 36 chia 2 là 18. Gối 36 chia 2 là 18. Mình lấy đủ, mình không trừ nha. Ống 20. Ống 20 thì mình trừ 2. Ống 20 đo ngang 20. 20 như vậy là cái ống mới lớn rồi các bạn. Ống 20 mình trừ đi 2. Mình lấy thân trước của mỗi bên 10 xăng. Ủa, 20 trừ 2 còn 18. 18 lấy mỗi bên 9 xăng. Là nó bằng với cái gối luôn. Rồi. Lưng. Lưng thì thân trước nó có một cái bên. Tại vì thân trước á, thân trước là nó, thân trước mình làm bảng, mình làm cái bảng lưng. Cho nên ngay chỗ này mình nhấn cái bên. Bên này mình chích xuống. Cái bảng lưng này 4 xăng nè. Mình chừa ra 4 xăng cho Bích ha. Rồi mình lấy cái bên này xuống 12 xăng. Từ đường này xuống 12 xăng. Đen mỗi bên 1 xăng thôi. Các bạn dễ thấy không? Mình chuyển cái cây quay vô trong chút nữa. Rồi, như các bạn thấy chưa? Xong bây giờ mình nối cái này là 2 xăng nè. Lưng 68. 68 mình cộng 3. Là 71, 71 mình chia 4. 72 thì chia 4 nữa 18. 71 thì non một chút ha. 78, 18 mình cộng 2 là 20. 18 mình cộng 2 là 20, mình lấy non lại một tí. Thì mình lấy cái điểm này nè. Mình lấy qua chừng 7 xăng thôi, 7 xăng rưỡi thôi ha. Từ cái dấu cái con này nè. Cái xếp ly này nè, mình lấy qua đây 7 xăng rưỡi thôi. Còn như mình lấy ngược về bên sườn hết. Rồi mình gạch nối cái điểm đáy lên. Rồi em lấy cái thước bầu mình đánh cái phần này. Đánh cái phần mông này.
Giờ mình nối cái điểm, ba cái điểm này lại với nhau để thành cái sườn quần, sườn đáy, đường đáy trong của quần. Đường đáy trong của quần thì mình chấm nhẹ cái đường này. Rồi mình đánh vô một 7 ly, đánh cong vô cái đường chỗ đùi 7 ly. Vét cái đùi vô cho nó đỡ thùng thình á, nó gọn đây. Rồi mình đi thẳng xuống ống. Rồi bên đây mình cho lên trên mông này 4 xăng bích. Từ dưới mông nè lên 4 xăng. Mình gạch thẳng. Từ điểm đùi này lên mình gạch thẳng. Rồi mình lấy cái thước bầu, mình đánh cái vòng bầu này cho nó vô cho nó đẹp. Rồi cái đường ống này mình cũng đi vuốt cho nó, mình vuốt cho nó tròn cái ống, đừng cho nó gãy cái ống, cho nó thon cái đường gối, đừng cho nó bị gãy gối. Rồi mỗi bên ở đây á, mình may chỉ may mấy 5 chỉ, cho nên mình chỉ dùng một phần đường may thôi. Đánh cái vòng đáy ra. Mình chừa bên đây một xăng đường may. Đánh cái phần này nè cho nó tròn, đừng cho nó nhọn cạnh nha. Nó nhọn cạnh là khi mặc vô cái quần nó sẽ bị, mặc vô cái quần nó sẽ bị hai bên sườn nó phù ra xấu lắm. Đây mình bên đây mình cũng chưa một xăng đường này luôn. Đây là mình có một xăng đường may nè. Mông của lưng, lưng chia từ cộng 3 đó. Lưng cộng 3 chia 4 thì 20 rưỡi. Cộng 3 lưng 68 cộng 3 là 17. 68 chia 4, 68 cộng 3 chia 4 là 71. 71 thì mình lấy 72. 18 cộng 2 phân đường may là 20. Non 20 mình lấy 21. Mình lấy 21 phân đặng chi đặng cái đường may đáy, quên nữa. Cái đường may đáy mình phải gạch lên đây. Là cái này mình đánh ra vòng đáy là nó có đường may đáy luôn rồi đó. Nó có cái đường may đáy luôn rồi các bạn, mình không chừa cái đáy, mình không chừa đường may nữa ha. Phần đáy này mình cắt, mình không chừa đường may nữa. Tại vì mình cộng vô cái đường may vô đây luôn rồi, cho nên là không chừa đường may nữa. Phần này mình may, mình cứ một phần mình may tới thôi ha. Bây giờ mình giảm cái thân trước xuống 1 xăng rưỡi. Ở bên sườn này nè, ở bên sườn này là lên đường may 1 xăng nè. Ở phần trước này xuống đường may 1 xăng rưỡi nè. Giờ mình đánh từ 1 xăng này xuống 1 xăng rưỡi đó, nhưng mà tới cái bên này nè mình phải cho nó nhọn lên để chi, để mình gắn cái bên vô nó không có bị hụt. Thân trước này 1 xăng thôi cũng được, 1 xăng thôi cũng được. Rồi ở đây là có cái túi dọc hai bên, lưng cái bảng lưng trên này, cái cạp lưng trên này thì mình lấy xuống đây 3 xăng, mình lấy cái miệng túi. Túi này là túi dọc đó các bạn. Túi dọc của nữ mình lấy 14 xăng. Rồi đây đã hoàn thành cái thân trước của quần ha. Quần này của mấy nữ bác sĩ trong cái phòng mấy cái bệnh viện tư, mấy cái bệnh viện dịch vụ thì người ta có hay mặc những bộ đồ đồng phục của bác nữ bác sĩ như thế này.
mình không có, tùy theo họ chọn thôi. Nhưng mà cái mẫu này thì thấy đẹp. Quần lưng thun mà ống đứng nè. Giờ mình cắt cái thân trước này ra. Mình hướng dẫn các bạn cắt cái thân sau luôn. Đây là xong cái thân trước rồi đó các bạn. Bây giờ trở đầu ghế lại nè. Cắt thân sau. Cái thân sau thì mình lấy thân trước mình đặt lên. Làm sao nó có ly thùng cho mấy người nào ta mặc chật rộng gì cũng mặc được hết á, không có cần phải nới bóp á cái lưng thùng á. May đồng phục cho mấy người theo say á, đừng cho có cái lưng thùng người ta dễ mặc. Sau lưng thùng, đằng sau lưng là thùng mà đằng trước á là bản ha. Đây mình sẽ gạch cái đường đáy ra song song 1,5 phân, mình gạch một đường nữa, mình xuống cái gối hạ hạ gối gạch ngang lai thì mình gạch cho bằng lai ha. Rồi bên sườn bên đây nè, bây giờ mình đi thẳng cái thước như thế này, thẳng lên luôn, để cái thước thẳng gì ngay cái mông á, đi thẳng lên luôn, mình đánh theo cái sườn này. Rồi cái đùi, cái phần đáy sau mình ra 3 xăng. Gạch đáp vô cái đùi. Gạch đáp xuống khoảng chừng 20 xăng. 20 xăng thì mình đánh cho nó nhỏ vô. Đó. Gạch bằng với cái đường ống luôn. Rồi mình chừa đường may qua đây 1 xăng. Chừa đường may ra đây 1 xăng. Trả ra 1 xăng. Bên đây cũng vậy, mình chừa đường may ra 1 xăng. Rồi phần cái lưng nè, bên đây nè, mình lấy ngược lên 4 xăng như bích nha. Cái điểm lưng cái cửa quần nè, mình lấy lên trên này 4 xăng, mình gạch xuống. Cái phần này mình lấy cao như vậy để chi, để khi người mặc á, khi người mặc á, họ mặc ở khi mà cái đáy quần nó vừa quá đó, ngồi xuống á, nó sẽ bị được đôi lòi một khúc quần xì ra ngoài, cho nên là mình đánh cái thân sau nó cao lên như vậy, hạn chế khi mình mặc á ngồi xuống cái quần, cái đáy quần sau nó quá ngắn, mình ngồi xuống nó sẽ cái lòi cái quần chip mình ra ngoài á các bạn, cho nên là mình cho nó cao lên. Mông chọn cái quần này, mông thân sau à mình lấy ngang, thân trước là 20, mình cộng thêm 5 xăng là mình lấy để 4 xăng thôi, cộng thêm 4 xăng là 24 xăng. Mình lấy cái lưng thân sau để mình luồn dây thun, phần này là mình luồn dây thun. Mông thân mông là 88. 88 chia 4 là 22. Các bạn cộng cho mình 2 xăng. Tại vì thân sau lưng thun, mình cộng 2 xăng cho nó cái độ cử động nó thoải mái. Gạch lên. Ở đây là mình đánh cái dòng đáy ra lên đây 7 xăng, mình xéo, mình chia 2/3 cái này ra, 4 mình lấy 2,5, mình đánh cái dòng đáy này
mình uống dạng đáy này 24 48. Rồi mình chừa một cái phân đường mai, một xăng đường mai ra đây. Đó. Chừa một xăng đường mai ra nữa. Rồi mình lấy cái thân quần này nè, mình đo lên coi nó khớp chưa. Khớp bên đường đáy, bên đường sườn. Nó khớp hết để đi thợ là mai vô nó, cho nó đâu vào đó, nó không có bị so le ha. Đây, mình xoắn nó ra, mình coi khớp chỗ nào mình chấm đường đáy ngay đó. Bên sườn này cũng vậy. Bên sườn này cũng vậy, mình đo lên cho nó khớp. Nó khớp là khớp cái đường mai này nè. Tại vì thân sau nó có một cái đường thun. Quên là thân sau có cái đường thun. Thun của nó là 4 xăng. Cơi lên 4 xăng. Thun cái phần đường thun mình nè, cơi lên 4 xăng. Mà cái đường này là nó mới có bằng cái đường thân trước thôi. Cho nên cái phần thân sau á là mình có một cái bảng thun rời. Đó, mình có một cái bảng thun rời á. Bây giờ mình cắt cái thân quần này ra. Mình sẽ làm cái bảng thun rời để vô lưng thun cho cái quần này. Rồi mình cắt ra cái thân quần được như vậy. Đây là thân sau. Đây là thân sau nè. Đây là thân trước. Tất cả đều nhân 2. Rồi đây là được cái quần ha, cái thân quần. Bây giờ mình cắt thêm cái lưng. Cái lưng thân sau nè là 48 50 xăng. 25 nhân 2 là 50 ha. Mình cắt một cái sợi giả dài 50 xăng. Cái thun mình 4 xăng. Cái thun á, cái thun mình bọc á 4 xăng. Thì mình cắt cái miếng giải đó là 4 với 4 là 8, với 2 phần đường may là 10. Mình cắt 10 xăng. Cộng thun 4 xăng thì mình phải bọc. Mình bọc cái miếng giải là 10 xăng. Để cho có hai cái đường may nha các bạn. Rồi dài là 50. Đây là cái lưng của thân sau. Để bọc dây thun. Bọc cái cộng thun để làm lưng rời. Là lưng nè. Lưng này mình phải cắt dãy ngang nha. Dãy ngang gì nè. Vô lưng thun nó mới coi đẹp, mới đẹp nha. Nhân 1. Rồi tới mình cắt cái bảng lưng thân trước. Lưng thân trước thì nó lưng thân trước thì nó 68. 68 chia 4. 68 cộng 3 chia 4. 68 cộng 3 là 71. 71 chia làm 4 là 18. Như 72 đó là 18. Mình lấy cái dòng thước bầu này nè, của phần dưới ha. Mình lấy cái dòng thước bầu này. Bảng lưng là 4 xăng. Thì mình lấy cái bảng lưng đó cộng cả hai phân đường may là 6 xăng. 6 xăng trên dưới 6 xăng. Mình lấy cái dòng thước bầu này mình gạch. Đây là thân trước.
mình chia giữa cái này ra. Mười tám cộng với 1 xăng đường may nữa là 19. Trên này của mình là 68 là 17, cộng 1 phần đường may là 18. Mình gạch xéo lên vàng. Đây là cái bảng lưng thân trước. Bây giờ mình cắt phân nửa miếng. Trừ hao 2 ly đừng cho thở nó may nè. Là may người ta có chém cái gì. Đây, mình cắt phân nửa cái mình úp qua. Mình cắt tiếp phân nửa nữa. Làm cho cái lưng nó đều nhau, nó không có bị bên nhỏ bên lớn. Bên nhỏ bên lớn hay là bên này độ cong nó nhiều, bên kia độ cong nó ít á. Nên mình cắt đi phân nửa thôi. Mình lấy cái gập đó mình úp qua. Rồi mình cắt thêm phân nửa nữa. Là bảo đảm cái lưng nó đều, cong đều bằng nhau. Rồi cái lưng nó có cái lưng rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ có đủ rồi đó. Bây giờ nó có cái túi nữa, còn cái túi nữa. Đây, cái túi thì các bạn cắt hình dáng như vậy. Cho cái bên sườn, cho bên sườn này nó bằng. Vẽ cái bên sườn này bằng. Cái ngang túi á là 15 xăng. 14 tới 15 xăng. Hạ xuống cái phần túi này nè. Ví dụ như đây, qua đây nó khoảng 15 xăng nè. Cái phần túi mình cắt, in cái thân trước lên mình cắt. Đó. Bằng cái mí lưng này, xuống mí túi này 2 xăng. Xuống khỏi mí túi này 2 đến 3 xăng. Ngang đây là 15 xăng. Ngang đây 15 xăng. Mình đánh cái vòng cong này xuống. Xuống đây, dài cái túi khoảng 28 đến 30 xăng. Mình cho là 30 xăng tại vì mình thích cắt túi dài dài để khi mà nhân viên người ta bỏ tiền rồi đó. Nó không rớt. Mình thích túi sâu. Thì mình làm cái túi 30 xăng đó. Trên cái hình dạng này mình đặt lên miếng giấy, mình đặt lên miếng giấy khác, mình vẽ vậy đó, đặt lên một miếng giấy khác nè, vẽ cái sườn xuống, vẽ cái bên ngang này, vẽ hai cái miệng túi ở đây. Rồi dỡ ra mình gạch lại. Mình lấy vô 15 xăng. 15 xăng ha. Mình gạch thẳng xuống. Mình lấy chiều dài túi là 30 xăng.